Đố mọi người mình đang chuẩn bị làm món gì nha, với cái trái sầu riêng này. Hôm qua về quê vẫn cứ nghĩ là sầu riêng nhà bà hết rồi, nhưng mà ai ngờ vẫn còn được mấy trái. Nhưng mà mấy trái này nó là những cái trái mà kiểu giống như là cuối mùa, trái còn lại thành ra nó rất là nhỏ. Nhưng mà sầu riêng rất là ngon luôn, mặc dù nhỏ nhưng mà rất là ngon. Do là ở dưới quê á, thấy rau má, thấy cái đám rau má của bà ngon quá, thành ra là hái một mớ lên. Rồi cộng với sầu riêng nữa nên nghĩ ra cái món là sầu riêng rau má. Thử làm uống một lần coi, trải nghiệm một lần coi sầu riêng rau má nó có ngon không. Thank you.